Và gần đây thì cũng có rất nhiều những cái tranh cãi qua lại là Vaseline thì nó có khiến cho môi hồng hơn không hay là nó có khiến cho môi bị trắng bệch không? Thì trước khi làm rõ điều này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chút về cái công dụng của Vaseline trên môi. Xin chào cả nhà, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube của bác sĩ Ngọc. Và trước khi đi vào chủ đề chính, bác sĩ Ngọc mời các bạn tham gia vào trong group skincare khoa cùng bác sĩ Ngọc này. Các bạn có thể thấy là rất là đông thành viên rồi và like fanpage PS Nguyễn Ngọc nữa. Hàng ngày thì ở trên group và trên fanpage các bạn sẽ có thêm được rất là nhiều những cái thông tin hữu ích về chăm sóc da và những cái mẹo, cái tip chăm sóc da từ cả bác sĩ Ngọc này và cả từ cộng đồng chăm sóc da của bác sĩ Ngọc thì sẽ rất là hữu ích cho các bạn đấy. Trên tay bác sĩ Ngọc hiện tại đang cầm một cái sản phẩm Vaseline. Cái này thì nó không còn xa lạ gì với chúng ta đúng không ạ? Cái này bác sĩ Ngọc cũng mua về nhà khá là lâu rồi, thường dùng để bôi tay và thỉnh thoảng bôi môi. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem Vaseline thực chất nó có thành phần gì, nó là gì và 5 cái công dụng tuyệt vời của Vaseline ở trên da và cùng giải đáp xem là Vaseline thì liệu có thể làm hồng môi hay là có thể khiến môi bị trắng bệch da không nhé. Và cái thương hiệu Vaseline này thì nó ra đời cách đây hơn 150 năm với cái thành phần chính của nó là petrolatum và nó xuất phát từ việc trước đó khoảng một thập kỷ thì có một nhà khoa học người Mỹ, ông ấy đi công tác ở trong một cái mỏ dầu và phát hiện rằng là trong cái dầu mỏ khi mà bôi lên trên da thì nó có thể là giúp làm lành những cái vết thương, dịu những cái vết thương và những cái vết bỏng ấy. Từ đó thì ông ấy có đi vào nghiên cứu sâu hơn và hơn 10 năm sau thì có cho ra đời cái thương hiệu Vaseline với thành phần chính là petrolatum. Và cái hũ Vaseline này thì nó là một sản phẩm mà giá nó cực kỳ là bình dân, cực kỳ là có thể gọi là rẻ. Một cái hũ 50g thế này mà nó có cái giá nó chỉ có 40 mấy nghìn thôi thì phải. Bác sĩ Ngọc mua lâu không nhớ lắm, nhưng mà công dụng của nó thì nó có rất là nhiều công dụng tuyệt vời. Và hôm nay bác sĩ Ngọc sẽ kể ra 5 cái công dụng ở trên da nhé. Nói công dụng trên da, ngoài ra thì nó có nhiều công dụng ở nhiều cái bộ phận khác nữa, nhưng hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn về 5 cái công dụng ở trên da của Vaseline. Và công dụng số 1 đó là cái công dụng mà khóa ẩm rất là tuyệt vời cho da. Chúng ta biết rằng là các cái sản phẩm dưỡng ẩm ấy, nó sẽ có thể chia ra làm 3 nhóm đúng không ạ? Nhóm hút nước này, nhóm làm mềm da và phục hồi hàng rào bảo vệ này, và nhóm thứ ba đó là nhóm mà có thể khóa ẩm băng bịt. Thì cái petrolatum là một thành phần có khả năng là khóa ẩm băng bịt cho da rất là hiệu quả, nó giữ lại cái nước không bị bay hơi ra bên ngoài và nó giúp cho da chúng ta trở nên mềm mại và đủ ẩm hơn. Và có một cái điều mà các bạn thường lăn tăn là liệu cái sản phẩm mà nó có kết cấu dày đặc như thế này thì bôi lên trên da nó có gây mụn không, nó có khiến chúng ta bị mụn hay không. Thì bác sĩ Ngọc cũng có tra cứu cái thành phần petrolatum trong này, khi mà tra cứu về cái khả năng gây mụn của nó, các bạn có thể xem ở trong ảnh này, thì cái điểm bác sĩ Ngọc khoanh tròn ấy là cái chỗ petrolatum ấy thì cái khả năng gây mụn của nó là bằng không, gây nhân mụn của nó bằng không. Trong đó thì một số những cái loại oil khác nó có thể là có thang điểm từ 3 đến 4 ấy, thì khả năng gây mụn của nó nhiều hơn. Còn petrolatum thì cũng khá là ngạc nhiên là nó không gây nhân mụn. Tuy nhiên sản phẩm này thì nó sẽ có thể là dùng ở trên da mặt trong những ngày nào mà thời tiết nó rất là khô, rất là lạnh, và trong những cái làn da mà các bạn có thể là da khô và bị thiếu nước nhiều thì chúng ta có thể dùng để khóa ẩm một cái lớp mỏng nhẹ. Còn những bạn nào mà có một cái làn da dầu, đổ dầu rất là nhiều và thích cái cảm giác dưỡng mỏng nhẹ trên da ấy, thì cái này nó có thể sẽ không phù hợp. Và công dụng số 2 của cái sản phẩm Vaseline này thì nó sẽ giúp là trị những cái vết bỏng nhẹ và giúp bảo vệ bề mặt của những cái vết thương, những cái vết chảy xước. Nếu các bạn tra một cái cụm từ khóa đó là Vaseline viện bỏng quốc gia ấy, thì các bạn sẽ thấy đây là một cái sản phẩm mà nó rất là nổi tiếng ở trong thị trường Việt Nam và nó cũng có khá là lâu rồi. Những cái vết bỏng ấy, nếu như mà các bạn mà mới hình thành ấy, và bỏng nhẹ thì chúng ta sẽ có thể là bôi Vaseline lên, nó sẽ giúp bảo vệ và ngăn ngừa mất nước qua da này và làm dịu những cái vết bỏng này lại. Và những cái bề mặt vết thương ấy, những vết chảy xước ấy, khi mà các bạn đã vệ sinh và làm sạch cái bề mặt rồi thì cũng có thể là bôi cái lớp Vaseline lên, nó sẽ là một cái mà bảo vệ và ngăn cách với môi trường bên ngoài, nó sẽ ngăn cái sự mất nước từ trong da ra bên ngoài và nó cũng sẽ ngăn cái sự xâm nhập của vi khuẩn này, bụi bặm này, những cái ô nhiễm bên ngoài vào trong cái vết thương, từ đó giúp cho chúng ta sẽ có thể là lành thương dễ dàng hơn. Và cái công dụng số 3 của Vaseline này đó chính là xử lý khô da tay rất là hiệu quả. Nếu những bạn nào mà hay hỏi bác sĩ Ngọc về vấn đề mà da tay bị khô ấy, những bạn bị nứt nẻ ở da tay rất là nhiều, bị khô và bị kiểu chóc vẩy da nhiều ấy, thì các bạn sẽ không còn xa lạ gì về các sản phẩm Vaseline. Bác sĩ Ngọc thường kê là Vaseline của Viện Bỏng Quốc gia hoặc là Zeda hoặc là của Mỹ, thì hầu như là các bạn bôi các bạn đều cảm thấy nó rất là thích, nó làm mềm da rất là hiệu quả. Và mấy đứa em của bác sĩ Ngọc cũng thế, cũng bị á sừng ở bàn tay ấy, và khi mà bôi lên kết hợp với cả bôi thuốc ở trong giai đoạn cấp tính ấy, thì nó sẽ làm giảm những cái khô da rất là hiệu quả luôn. Bên cạnh đó thì mình cũng sẽ phải kiêng cả những cái nước nóng này và xà phòng tẩy rửa nữa, thì cái Vaseline này bôi kèm ấy nó sẽ làm mềm da tay rất là hiệu quả. Và cái công dụng số 4 đó là công dụng mà giúp dưỡng môi và làm bong cái tế bào chết môi dễ dàng. Và gần đây thì cũng có rất nhiều những cái tranh cãi qua lại là Vaseline thì nó có khiến cho môi hồng hơn không hay là nó có khiến cho môi bị trắng bệch không. Thì trước khi làm rõ điều này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chút
về cái công dụng của vaseline trên môi. Và vaseline với cái thành phần chính đó là petrolatum thì nó sẽ có công dụng là khóa ẩm rất là tốt, và khi mà bôi lên trên môi nó sẽ ngăn ngừa cái nước nó bay hơi ra bên ngoài. Và chúng ta bôi một lớp dày dày một chút ý, thì sáng hôm sau nhé, các bạn có thể là dùng cái khăn mặt nhúng vào nước ấm, hoặc là cái khăn khô của em bé nhúng vào nước ấm, sau đó thì chúng ta lau nhẹ nhàng này, thì cái tế bào chết ấy nó sẽ bong ra rất là dễ dàng và môi sẽ mịn hơn và cảm giác nó căng ẩm hơn rất là nhiều. Các bạn thử đi, hoặc là các bạn có thể là kì bằng tay nhẹ nhàng cũng được, nó cũng dễ dàng bong cái tế bào chết ở môi ra. Còn có những bạn nói là cái vaseline này bôi lên thì nó có thể là làm hồng môi hay là bị trắng bệch môi ấy. Thì thật ra có những ngày chúng ta chẳng bôi gì cả, nhưng thức dậy có thể là thấy là hôm nay sắc môi mình có vẻ tươi tắn này, rồi có những ngày thức dậy thì thấy là hôm nay trông cứ nhợt nhạt, đúng không ạ? Thì nó sẽ còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố về cái vấn đề, có thể là thời tiết ngày hôm đó thế nào này, âm u hay là nắng hồng này, rồi sẽ có thể là do vấn đề sức khỏe của mình nữa này. Các bạn biết rằng là cái sắc môi hồng ấy nó sẽ được hình thành bởi những cái mao mạch ở môi, và nếu như mà những bạn nào mà có cái tình trạng mà bị thiếu máu kéo dài ấy, thì nó cũng sẽ khiến cho môi chúng ta trông rất là nhợt nhạt, thường xuyên bị nhợt nhạt luôn. Thì đôi khi môi của chúng ta nhợt nhạt ấy nó có thể là do những nguyên nhân khác chứ nó không phải là do vaseline. Và cũng có thể các bạn mà bôi vaseline, các bạn bôi vào ban ngày, sau đó các bạn cứ bôi nhiều và dày quá ấy. Thì bình thường ban ngày mình quen ngắm cái môi mình là bôi son chẳng hạn, sau hôm nay mình bôi vaseline cái lớp hơi dày ấy, thì trông có thể nó cũng có vẻ là nó cũng bị nhạt nhạt hơn, nhạt màu hơn và nhợt nhạt hơn, thì mình cảm giác như thế. Còn thực chất thì mình cũng không có cái khẳng định nào nói rằng là trong vaseline nó có thành phần để khiến cho môi mình bị trắng bệch cả. Còn cái quan điểm là vaseline có một số bạn nói là nó làm hồng môi ấy, thì bác sĩ Ngọc nghĩ rằng cũng có thể là do các bạn mà dưỡng ẩm cho môi đều đặn này, sau đó các bạn kết hợp tẩy tế bào chết cho môi này, thì nó lộ ra cái lớp tế bào mới thường xuyên ấy, trong cái sắc môi ấy, nó sẽ tươi tắn hơn này, và mình dưỡng ẩm đủ ấy, trong môi nó cũng sẽ căng mọng hơn nữa. Nếu như bạn nào mà biết chăm sóc này, các bạn biết chống nắng cho môi nữa, thì nó cũng sẽ không bị thâm môi và nó cũng không bị khô xỉn màu, thì có thể là các bạn chăm thường xuyên nó cũng thể giúp cho nó hồng hào hơn, nhưng mà không phải là nó giúp làm đỏ môi lên đâu. Nếu các bạn nghe đến đây mà thấy hay thì hãy tặng cho bác sĩ Ngọc một like video để có thêm động lực làm kênh nhé. Và đặc biệt bác sĩ Ngọc đang có một cái chương trình ưu đãi khi mà các bạn đặt cuốn sách chăm da tại nhà từ A đến Z này. Nó là một kênh YouTube thu nhỏ, một kênh fanpage thu nhỏ của bác sĩ Ngọc, bởi vì ở trong này nó có 17 chương với 308 trang, nó bao gồm tất cả những kiến thức cơ bản nhất để các bạn có thể tự chăm da tại nhà từ A đến Z đúng như tiêu đề của cuốn sách này. Và hiện tại bác sĩ Ngọc đang có cái chương trình ưu đãi tặng một cái voucher mua mỹ phẩm trị giá 200.000 đồng và một cái túi đựng mỹ phẩm rất là xinh xắn trị giá 200.000 đồng khi mà đặt sách, dành cho những bạn nào mà đặt sách sớm thôi, vì sau này ở những đợt in sau bác sĩ Ngọc sẽ không có đủ kinh phí để tặng nữa. Vậy nên những bạn nào mà muốn đặt sách để có ưu đãi trong thời điểm này thì các bạn hãy nhanh tay inbox vào cái đường link ở trong phần comment và trong phần mô tả nhé. Và công dụng số 5, công dụng cuối cùng của vaseline trong video ngày hôm nay, đó là công dụng giúp cho trị nứt gót chân. Thì có thể nhiều bạn gặp phải tình trạng này, các bạn sẽ có thể làm thử theo cái hướng dẫn, lát nữa bác sĩ Ngọc sẽ hướng dẫn nhé. Chúng ta biết rằng là cái gót chân chúng ta ấy, nó là cái điểm mà nó sẽ tì đè cái trọng lực xuống rất là nhiều, và cái vùng da này thì nó cũng rất là dày sừng và nó không được chăm sóc nhiều nữa, và cũng rất là dễ gặp tình trạng là bị nứt nẻ ở cái gót chân này. Thì chúng ta sẽ về chúng ta thử bôi, đó là sẽ rửa sạch chân này, rửa sạch chân nhẹ nhàng này, cái gót chân ấy, sau đó là chúng ta sẽ lấy một cái gì đó, hoặc là cái tay cũng được, nếu như mà vệ sinh sạch tay chúng ta dùng tay cũng được, để quẹt một cái lớp khá là dày cái vaseline này và bôi vào cái vùng gót chân của mình bị nứt nẻ. Sau đó nếu chúng ta đi ngủ luôn ấy, thì rất là dễ bị va quệt vào chăn gối giường và nó dính hết ra xung quanh, đúng không ạ? Thì chúng ta sau khi mà bôi một cái lớp khá là dày lên ở trên cái gót chân của chúng ta, thì mình sẽ lấy một cái màng bọc thực phẩm ấy, mình cắt cái khoanh nó sẽ vừa phải với cả cái chỗ mình bôi ấy, mình úp lên trên đó. Sau đó là mình sẽ mình đậy lên cái chỗ vết mình bôi đấy, sau đó mình đeo cái tất vào. Như vậy thì nó sẽ giữ được cái lượng vaseline ở trong cái vùng da bị nứt nẻ gót chân, và để hết đêm và thường xuyên làm như vậy trong vòng nhiều ngày thì dần dần cái gót chân của mình ấy nó sẽ mềm hơn và nó hạn chế những cái vết bị nứt như vậy. Và qua video ngày hôm nay thì bác sĩ Ngọc cùng với các bạn đã có thể chia sẻ với nhau về quan điểm là vaseline có làm hồng môi hay là trắng bệch môi hay không, và tuyệt vời hơn nữa là đã cùng nhau tìm hiểu 5 cái công dụng rất là tuyệt vời của vaseline ở trên da. Hy vọng là các bạn sẽ yêu thích video này và hãy chia sẻ nó rộng rãi đến tất cả mọi người để có thể lan tỏa những cái điều thú vị về chăm sóc da. Đừng quên ấn đăng ký kênh YouTube này và ấn thêm vào hình quả chuông nữa để hàng ngày chúng ta sẽ có thể gặp nhau nhiều hơn nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.